Em AD chuyện gánh đây quên Không, à? cứ hàng năm là kích, không cần biết. Không cần biết em ra sao. Không cần biết em như nào. Gì vậy chị ơi? Thực ra dùng đâu. Cái hồn mẹ ra xuống tới tít tới kia rồi à, nhanh thế. Tại này chân nó nối à. Đủ đi nhanh với cơ. Mít tao không biết. Hết 30 thằng. Ui, an chim ạ, an chim ạ. An chim ạ. À, kia. À, cái lồn mẹ chết luôn rồi. Ây da, trời ơi, cứu tôi đi. Má, ức hiếp từ ngoài đời đến trong game luôn đó trời. Rồi bạc năm tính sao? Tôi hạng năm gì không sao, tôi hạng năm gì vẫn thế, ok không? Đáp thằng danh Cay với đại. Thiên Minh, anh yêu em. Vẫn ở dưới kia kìa. Ôi thôi chết rồi, lên đồ Tại gì tận này đây? tận này tận này thì đi ơi, cháu ơi. Cút. Nó tự biến này, nó tự biến rồi. Đang hay rồi. Thì kệ nó, mẹ sao nó có mắt ở đây nữa? Uchiha Khang, rú lét. Tấn công Zeya. Áp bức tao. Game áp bức tao à? Địt mẹ game nữa. Vãi cả hạ danh cốc tướng. Cay thế nhở? Đang bị khó chịu trong người đây này. Đang bị cay đây này. Xuống đây, xuống đây, xuống đây, xuống đây. Xuống anh ơi, alo. Alo, 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 alo. Có level 4 nhá, phải chơi. Phải chơi, phải giết. Ăn rồi. Đứng đứng ngay thôi, đứng ngay thôi. Phải giết nó. Phải tung bướm vào mặt nó. Diệp tới tháng à, mặt cười lộn ruột. Bên nó tật tật tật. Và từ từ nhá, lên đấy lính mít đã. Mắt kìa, cô ơi. Thằng phạm hùng có mình cái gì đấy? Đâu? Mấy đàn lính đâu rồi? À không không, Danh Murat, đúng rồi, Danh Murat, đúng rồi, câu kéo đi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, bộ không vào đây, bơi vào đây, nhơn à, nhơn à, nhơn với vũ binh ngọc cũng được đâu. Long Diệp, rớt tới, thằng robot nó hẹo ở đây, chơi nó đi. Đúng rồi. Chơi luôn, chơi luôn, chơi luôn. Thằng nào chạy là chó, thằng nào chạy là chó. Chơi nó, đúng rồi. Nhoáng qua nhoáng quăng. Tí mà xem gì ông cắp. Xem gì mà xem. Đánh con này ghê lắm đây. Con này là con bài gọi là chuyên gánh tim đấy, ông cắp. Phải chơi thôi. Đâu nhở? Ô, nó không vào đây. Thằng này chắc ăn con này này. Ô, không ăn luôn ạ. À. Mẹ cho nó biến về mất rồi. Bà đây, bơi bà đây. Mẹ bơi bà đây. Không bú liếm được. Có chừng chừng. Ô nó lắm, nó lắm, nó lắm. Alo, nó cướp này. 20 thằng. 20 thằng, 20 thằng. Mất rồi. Murat lại chết nữa, để luôn. Some like it hot. Mẹ thằng ngũ không đi về mất rồi. Thằng này chơi an toàn đấy nhở. Nó không thèm ở lại để cho mình xuống mình KS cho Lê Phước Xuân nhá. Tập trung sức giao tranh. Ngồi như này cho nó đỡ ngứa chân anh em ạ. Hình như là mình cảm thấy thoải mái lắm.
Bây giờ xong cảm thấy dễ chịu á. Long Diệp, siêu rát đấm lòi mòn. Thằng rừng nó ăn con rồng xong cẩn thận nó ganh đấy nhá, ăn cay sơ đi. Đây để xuống mít này. À để xuống rồng này. Tập hợp. Ít con mẹ thằng này. Cho Esu nó nhá. Ô ngắm mà. Ok. Yeah, để luôn. Để luôn. Chơi game rồi ngồi nào nó thoải mái là được. Mấy ông này vớ vai vớ vẩn rồi. Quay xem like cho xin lượt thích like mọi người cho lên ta là thích đi 983 rồi. Tấn công tướng địch. Rust. Tập hợp. Our Dragon Lane Tower is under attack. Bắn đi, đúng rồi. Bắn nó. Bắn nó. Ui, không ăn thua. Không ăn thua đâu bé ơi. Liêu Vũ Hải, Ranger đó bé. Thằng Sabon nó lên nhá. Mẹ cay nhỉ. Ôi xong rồi. Ma nó kìa. Thằng này nó cứ ở trước nó phân thân mình cay mấy cơ rồi. Kia chỉ. Trận này không ai gánh được đâu. Trời ơi. Vũ Vinh Ngọc không xanh là không ai gánh được đâu. Nữa. Our middle lane tower is under attack. Long Diệp, mặt cười lộn ruột. Lại máy tính máy tiếc nữa, tha đi. Vai cả con. Yếu hết kìa. Chỉ việc ăn thôi. Ui, người ta gọi là gì anh em nhỉ? Hy sinh vì đồng đội. Yếu, rút lui, anh ấy còn tí máu. Mình quá non, tìm quá non. Người ta gọi là hy sinh vì đồng đội thôi. Kìa. Ông cóc ở đấy nó lại giết cho nữa. Esu yếu rồi. Con 2 đi. Con 2. Con 3. Đâu mà để luôn. Mẹ nhà mày nữa. Chúng mày ức hiếp người quá đáng vậy. Lòng Diệp. Thấy Vũ Nhọc không xanh là không ai gánh được đâu. Phải xanh. Phải gánh tim. Xem nào. Chỉnh thêm cái băng xương nữa nhỉ. Long Diệp lên sốc đam. Trận này mà thả Vera là ngon rồi. Thời tự nhiên đi cứ cấm Vera thôi. Tí phải kích cái không cho Murat vào tìm nữa. Mẹ chơi game cứ cấm Vera cay với cứ. Here come the waterworks. Trong bụi ấy. Chúc em ngủ ngon đi. Ngủ gì ông cóc? À ngủ cái gì bà cóc? Giờ này mà ngủ. Giờ này là phải thức, phải xem like. Ai người ta ngủ. Không phải sợ, không phải sợ ông thằng nào dám ra đây đâu. Ok. Cái lồn mẹ giáp với dưới kia xong mà. Thề luôn. Thằng này chắc nó ép mình phải lên băng xương sớm rồi anh em ạ. Dần đôn chề, ngồi vậy CHC mát lắm. Hay bỏ sách nhá. Lên đao thôi nhá. Ai chơi lên đao thì lên thôi nhá. Tập trung sức con cổ dây xe như thế rồi còn chê nữa không cóc.
Mệt luôn á. Your tower has been destroyed. Our base tower is under attack. Bắt cóc con tim. Long Diệp nói không có sai. Ồ, vẽ sách đời, không lên sách đâu. Ô chịu vậy đây. Enemy onslaught. Làm người. Linh Vi Vu, trận sau cho chơi mí. Đánh tim 5 này mệt vãi đái rồi. Mệt hơn là mình đánh tim đi thế giới mọi người ạ. Có khi mình đi thế giới cho nó lành. Lại còn lên phép nữa, Gidu lại còn lên phép nữa. Ma tha đi. Nữ hoàng. Xin đấy. Team thì đã khỏe rồi, lên phép nữa cho thằng Ngộ Không nó võ cho à. Our base tower is under attack. Lock it on, sunshine. Shut down. Mệt luôn. Long Diệp, Vương Miện. Trời ơi, đau vãi trưởng thôi kìa. Google. Hôm nay web Google lỗi mọi người. Mãi cả cút Long thật Diệp, chứ. Hai món XG nữa. An ally has been defeated. Chúc luôn. Chắc tí đi đồn rồi đánh tim 5 mệt lắm. Nhưng sao tự nhiên mình thấy lạnh thế mọi người. Enemy ultimate. Chưa ngủ đây á. Ôi ngủ gì tầm này tự nhiên mình lại thấy lạnh rồi. Đi ai đi 5 khổ quá đái đấy. Đánh khó mất 3 sao rồi. Sao đánh Nata đi á. Ok luôn em. Gây lưng ngủ. Mai phải lại phải mua xương khớp bà rằng để bóp thôi. Dark Slayer has been defeated. The enemy Dark Slayer has been summoned. Nội lên phép. Diệp đứng gần S. Ôi ạ. Nếu mà lên phép rồi thì lên con mẹ sách đi. Để đây lên full phép bắn cho nó đau. Lên full đam bắn cho nó đau. À cái gì tung bướm cho nó đau. Here come the waterworks. Lạnh quá. Ai nhở? Ôi, Vũ Minh Ngọc có mấy khu. Our base is under attack. Tiến công. Summertime fun. Tập trung sức giao tranh. Kìa chơi thằng giáp kìa, giáp bụi kìa. Tấn công tứ địch, Ngộ Không. Huỳnh Phượng, SP không lên tăng mà phép sau trong SP kia. Ôi, tôi đau lưng quá. Đời ơi là đời, tôi đau lưng quá. Ngọc ơi, kem này có phải tem con cặc kem đầu vũ không? Chứ còn gì nữa. Vào đây thằng lùn. Cúc kìa, em anh nhôn à? Giờ này không ngủ đi vợ. Cứ đòi tỉa trụ vô đây. Chú ý Seiya. Tại sao phút thứ 15 này không đép nổi đâu.
Thua rồi, đại phải thua thôi. Long Diệp mới bắt được nắp.